Là anh gì đâu, chẳng qua là vô trận hiêu anh em ơi. Mà anh vô cập nhật nè. Anh hút mà không bắn người à. Thôi cao xem nó có ra quân không. Em nó hai tí xì. Anh ngày 9 rồi. Anh 19 nào. Em vô quá. Tuấn có bao giờ nó đổi bài không mà. Đọc như một cuốn sách rồi. Một cuốn sách có đúng một trang. Thế là nó sẽ sẽ không biết luôn. Nó hai nhà chính, nó ra con vua mà. Nó ra con vua ấy, xong rồi là nó đi nó làm trò con bò, xong lên đời ba nó đánh cung nữ đức vua 3 TC. Nó đánh suốt thế rồi. Nhật đói nha, Nhật đói sao ấy. Ai cầm Nhật? Thùng. Thùng cầm Nhật à? Có vẻ Hùng nhận ra sức mạnh con Nhật rồi đấy. Ủa, nhầm nhớ cách kỹ nặng chứ, đánh cái nào? Ủa, nhầm nhớ cái kỹ nặng bộ bên hàng ra này. Giò bài đát này, tôi đánh cho nó. Đánh kỹ được, đánh cứ kỹ là được, còn xạ kỹ như là kỹ nặng đều được, trừ không đánh cái con bộ binh nhỏ lỏ là được. Mà bắn giò bài đát còn nó phải nè. Ok. Đây đây đây, anh coi về đây. 2 TC rồi. Con đá. Con bài này thì bài này thì thằng đấy nó tham binh của nó thì chuẩn đấy, tham binh chuẩn hơn cả tôi đấy, nhưng mà nó không đổi bài. Ô đấy, nó mình có chết nhỉ, gì vậy, cái này quen hoàng này, cái này không có hoàng à. Cái nhà này nâng lỗ châu mai vậy, bảo ra bắn xa thế. Hùng đánh người giật phải lên 3 rất muộn nha, nó đóng hai tròi này. Đóng hai tròi. Nói cho anh em biết trước là tin cái hack map đây, cho nên là những thủ đoạn bẩn thỉu nhất tung ra đi. Thấy nó bật ra nào, nó bật nào không? Trận nào cũng bật nào. Trận nào cũng chả bật. Nó Lumber như là nó là bên kia nó cài vào sao ấy. Còn bênh bênh là ghét rồi đấy. Ghét cái thằng bênh bênh rồi đấy. Thằng lòm nó ghét cái này. Chơi chơi chửi đấy. Nó nói chung là chửi nó cũng là cỡ già hay là trẻ gì. Chửi nó thằng lâu rồi. Trời à, ơi. Nó cũng lên phòng hội đồng. Cũng lên phòng hội đồng. Nếu phải là lên đấy. Rồi chết rồi. Lộ rồi. Cam lộ rồi. Rồi chứng kia nó thua. Anh Thành đã biết. Nó, Tuấn đã biết anh Thành ra cung và anh Thành đã thua cánh. Đúng. Thua luôn. Quýt. Mày ít cùng. Ơi vợ. Chưa. Hùng khả năng Hùng rất là đói. Hùng cũng đói lắm. Ừ, chờ ba tí. Không đi. Ôi, mẹ Vũ cũng bị ép đéo ra khỏi nhà. Cố đây đánh ít FFA thôi, đi thoảng vào đánh ganh team với anh em. Làm gì? Vui. Chơi vui. Mình không thấy buồn à? Chơi mình không thấy buồn à? Không. Hay đấy. Chơi mình quen rồi. Bò nhà. Mỗi người một kiểu thưởng thức game nhỉ? Này. Nó cung nhá. Em này nãy giờ. Đây là cung đấy. Đây là cung, không có ra ram không ấy. Chết.
Tỉnh vãi ạ. Mẹ. Ra đây. Đi sát con giò cái. À chưa đến con gần con giò nó thì sẽ chạy rồi. Thì nó có loanh quanh ở nhà nó để ý mà. Về thôi, thọ thôi. Đó. Vẫn đánh cùng nhỉ? Đánh mình là ai? Tuấn. Dân kia. Đánh lấy lệnh đánh là harass thôi, đừng only là được. Xong rồi lên ba. Ông đánh mấy giờ chính thế? Bên nó hai nhà chính là nhiều hơn mình khoảng. Ông với nhà chính một à? Một rồi. Một nhà chính thì bây giờ chạy dò xung quanh xem là nó cực ý muốn nó là gì đi. Chắc nó cũng sắp lên 3 rồi. Sắp lên 3 thì mình phải cơ cấu đi, nhưng đừng Odin nữa. Odin là nó toàn hết. Hai con anh đánh nhau thì trừ trường hợp có người can dự vào, còn nếu không ra con ít thôi. Ôi, chỗ này có kỳ không? Ui, đánh nhau, ui. Ra đây đánh nhau. Tính chuyện lên 3 đi. Lên 3. Lên 3 rồi đấy. Lên 3 bằng cái gì? Chuyện nhập không? Lên 3 là cùng 3 đấy. Cái gì đấy? Chuyện nhập vua à? Nó bảo thủ nhà đang lên 3 ra kỳ nhẹ nhá. Dạ vâng. Cái gì vậy? Ra kỳ nhẹ. Ừ. Dạ, nó nhau ấy. Thành tích à? Thì nó đầy em hả? Tạt chết hết kia luôn á. À. Thấy. Cái đít mẹ nó không về à? Cung này của nó đéo về chứ lại. Việc gì nó phải về? Nó có kỵ tạt thì nó mới sợ chứ, nhưng không thì hôm qua tới 3 con cung nó đi chăn được 8 con dân cơ mà. Đấy, một đạo cung cũng sợ đéo này. Đổ cung ra. Hết ăn 3 rồi. Nó bỏ rồi, nó bỏ rồi. Bỏ rồi lối cung ra. Kìa. Bỏ thì cho cung lùi ra để bên em chém. Đánh như thế này thì thực ra ông không thua thiệt đâu nha Thành nhé. Nó ấy là nó chỉ ra quân à, nó ra nhiều dân hơn mình thôi, nhưng mà nếu mà nó không để được chết mình ngay, mình ra nhà chính phụ bù lại đi. Qua bay lát đảo này đi, phải đi đà đá đúng không? Mình cất vài con đi thôi. Bây giờ gỗ mà thừa đấy, gỗ hiện tại đang khá thừa này. Bắt đây. Bắt được ấy, bắt được quân mình đông hơn đấy. Cắt rồi 5 con 10 con. Lên 3 bây giờ rồi. Nhưng đâu phải là mặt đau á. Không ra nhà chính là may mắn không ra nhà chính. Mai nó lát tao ra cũng được. Ui, à nó lên 3 rồi. Nó câu giờ để lên 3. Không phải đâu, không phải là câu giờ lên 3.
Nó có đạo cung thì cứ chạy lông nhông thôi. NPC đó nha, tụi kia nha. Tụi tin chạy thôi. Cái gì, cái gì? Nghe nó đánh 2 NPC rồi đó. Ok, ok. Và bắt nó không? Táo đi một mình kìa. Thiếu thịt rồi. Thiếu thịt thì đào ít đá thôi. Đào đá lại ra nhà chính là thiếu nữa. Ừ, 4 con đào đá thôi. Mẹ đào lỡ ra nhà chính sớm quá chết. Cố gắng quản map thôi. Đi nếu mà nó thủ ở nhà thì cố gắng đi bo sớm đấy. Bo sớm cắm tròi cắm chiếc đấy. Nâng cái chòi lên. Sao nè? Nâng cái chòi. Nâng W xong rồi là nó không ăn hoảng ở khu vực ngoài này nhỉ. Nó còn căng căng quá đơn cả cái A này. Bay vàng. Bọn này. Cắm chòi cho mấy bay vàng quay nhà nó đi. Rồi nó bo lại thì càng tốt. Mình hết vàng rồi này. Nó đang chờ tôi hết vàng. Làm gì nó hết vàng. Mới đầu được vàng hết vàng. Tí à. Chết rồi chạy làm sao. Buồn đội. Quân bắt kẻ đây. Mở đánh nhau. Đây đây đây, quay về đây, quay về. Cái chém đá anh bây giờ. Bắt đám này nha. Công hết am kìa. Quân ra, nó muốn nhà lên nó vô. Bắt. Vào đây. Phải làm tay thế. Ui, bắn con hãn làm sao bắn được. Thủ. Sao được con hãn? Nhìn vào này chúng ngứa ngứa rồi nha. Vào tôi đấm thì quá chậm. Đánh nhóc. Ôi, ông Vũ ông còn xây cái gì mẹ. Nhà xây lương ở đây chắn tồi chứ. Đánh luôn năm rồi. Đánh đánh đánh. Đánh đi đánh, đánh đi đánh. Đánh con anh chịu khó bo nhà cho đội đội ra. Lùi 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 về lùi về hút lý về lùi về hút. Lùi về hút. Ui, ui, tạt phát vào đây này. Có lâm đá. Đây là có kinh nhẹ, có kinh nhẹ mà. Tạt không, tạt được không, tạt được không. Vào này, vào này, vào này. Tắt cung ra, lấy cung bắn nổ. Vào đi, dí vào. Cái gì ấy nhỉ? Cung ship nó rồi. Vàng lên thẳng anh làm gì còn bãi vàng đâu. Hí rồi, hí hai rồi. Chết Tuấn rồi đấy, vào không? Bắn lên cho kia, con harass lên. Đây này. Ờ, thấp trắng có mà vậy. Không ăn ngay được người ta đâu. Lánh lấy lợi thế, cắm tròi những bãi vàng, bãi viết rồi. Chiếm map thôi. Đây đây đây, đây. Lên lên lên. Bây giờ nó tạc đấy, nó không còn map. Ông nghĩ ra là người lẽ ra quân sớm, ông phải bo cái bạn ở góc 6 giờ lại chứ. Ông phải để cho nó quản vào góc 6 giờ phải không? Đâu, đánh... nó chưa vào được góc 6 giờ. Ông phải bo mẹ ngay từ đầu, nó đánh một nhà chính, tôi à, hai nhà chính tôi bo từ lâu rồi. Đánh hai chính đéo được nhìn bãi vàng đấy. Chạy
Thấy rắn này hai chú kít. Giáo nó. Đại ca đó, đại ca. Nó tạt đấy nhá, nó tạt chứ. Đang đẩy bên này rồi, đang đẩy bên này rồi. Đấy cung nó, đấy cung nó. Đấy cung nó, trời. Dân này vũ. Vô dân kìa. Lại cung, lại thêm cơ giới nữa kìa. Quân này cho phe ai? Dạ. Dạng cơ cấu ra xe đi chứ. Đâu phải, đâu phải đập nó hoài được. Đã có, ở đâu? Mẹ đi sao bên này nè. Dạ, tăng nhanh dạng lên. Đã bảo đi bo cái góc 6 giờ đi, cứ loanh quanh ở đây cần gì nhỉ? Đi luôn đi. Tăng dân ăn ấy lên, tăng dân ăn ăn đá lên. Để có một con đá mà. Từ từ tăng, tăng dân vàng. Nhẹ cho kia, tổ hướng nhẹ nha. Chạy chạy cái tên quân màu đỏ. Cái map này ít vàng lắm, quản lý được cái góc 6 giờ là thắng, không cần gì. Ui. Nhà cho kia ơi. Đó đây nè. Kìa kìa, nó bắt dân. Nó quay về đây. Đang này. Quân anh cẩn thận. Ra nhà xe đi. Ủa chứ ra mấy con rồi. Từ nhà xe ra bắn lao đi. Tự lo nhé. Thấy cổng đấy, sao lại không thấy cổng thế? Thói quen là đánh đóng cổng trước khi xây tường, à, xây tường xong thì là con dân nó không phải đi. Bên không một chòi à? Đánh ở nhà mình không có tròi, chết dở. Không những phải có tròi mà phải tròi phải nâng cấp nữa. Bắn hết nỏ là nguyên rồi. Ship đi, ship một nửa thôi, ship một nửa đạo đấy thôi, nhiều quá, vừa đam rồi. Nhà nha. Ui cẩn thận nha. À. Đang đây quay về bắt đây. Ai à. Mẹ. Không cần giao tranh ở đấy đâu, giao tranh ở góc 6 giờ, à, kiếm góc 6 giờ trước cho nó. Đánh vừa vừa thôi, nhưng tầm này chắc ép vào là chết nhỉ. Ép vào là chết mà nó có mỗi trào đắp trắng này thôi. Vũ luôn ra sau nhà nó được không? Thì chân chết cẩu chứ lỗi sao sao vô được. Cắm chòi lên, xây một bức tường ra. Cắm một cái chòi đây rồi. Mình cắm chòi xong mình xây tường các kiểu ra. Không cho đi khỏi nhà, bắt nó phải đánh ở thế thủ. Phá chòi đi. Phá nó dính này. Cao lên ông ơi, tự tin lên. Ông tự tin mình là người mạnh cơ. Ông cao lên mua chết của nó. Đúng rồi, kê chơi mua chết ở nhà. À kê chơi mua chết ở lâu đài. Nâng chặt gỗ lên. Cắm một cái trò vô tầm nhìn nó. Nâng chặt gỗ lên vô thành. Gỗ mát chưa? Tóc
đây đây đây, chồng đi đây. Đừng sốc ngõ nữa, để ngõ sốc treo chết đi. Nào kìa. Bên lâm bờ còn sống đấy. Sắp thua. Nghe nó hay chứ, khỏe rồi. Ôi lực rồi. Cái này đẩy nhanh lên thì mới ăn được á. Ừ, đứng kia đẩy nhanh nữa được. Cẩn thê. Vẫn đang ngồi gãi. Cẩn thê, cua nữa. Mình lên thằng bi bên tay giáo này nè. Ôi nó có hai cái phóng lao để bịt mẹ thật lắm thế. Ra cầu đá luôn ra phóng lao đấy thế đấy. Mấy không lao chứ. Nó nhiều phóng lao hơn. Nó bơm có cái cờ à? Nó bây giờ đang vậy. Cánh của nó. Chém chết cái. Ý là cái cờ ấy. Không có cờ à? Cầm được có một em thôi à. Ui nhưng mà cảm thấy. Ví dụ nó khó điều á. Rồi bắt cho mình luôn. Nó mà thủ phát để tạt một phát xong kia cho nó bên kia thắng luôn nhé. Rồi. Có bao nhiêu quân sao? Đừng ram đi đúng không? 340 ram vô. Cái này em thôi chết là không có cây đừng đi luôn. Mà phủ ba chưa nó mở. Nên mà phủ ba đi, nên mà phủ ba đi. Đây. Đào đi, đào đi. Ba cho kia rắn ra giữa map đi, từ nó chặt á. Quả chưa map mình. Nhà này bốn đây rồi. Sắp không kiếp mới cho ra nhanh. Có sắp được kiếp. Ừ. Nó mở. Không. Cứ công thẳng cho nó. Bắt đạo này. Nhà nó kiếp, có kiếp là không được. Có ấy rồi, phóng lao với lại giam thôi. Giam đẩy từ thôi. Vừa ra mà. Đây, cái này luôn. Chạy em đậu lại luôn. Cái này luôn. Vào được không? Đừng quên nghe được nha, đừng quên nha. Ui. Giáo rồi. Đuổi hẳn về đi, cứ đuổi hẳn về đi. Kìa đấy, cơ đó. Rồi. Hãy dạng nhà mình nha. Đang chỉ bố. Rồi, chết mẹ luôn. Cái gì đây? Rồi. Trắng ở đây nè. Xây cái chợ ra mua miếng vàng lên 4 lên thật. Đấy nó lên ra mới ra máy móc. Đúng làm gì nữa. Bóp nè. Thằng kia qua cứu hay coi chừng. Nhà to. Nó hết dân rồi, Tuấn hết dân rồi. Sao nhà nha. Máy móc kìa.
Full drop anh không nhiều vậy. Nhà mình cho cái này, vô cái đó. Đây đây. Đây là thằng thành phố. Mày dân à. Dân. Đây, bị nhẹ mà bạn. Ừ, full kia nhẹ đây. Cái nhà lên càng lên đừng cho nó tài cán là được. Ai lấy gỗ, ai lấy gỗ thì đâu anh có này. Cái bốt thanh kia thì được. Bốn nhưng đây bây giờ mới đủ. Đây nhà chợ mông bốn thì còn chưa lên nữa rồi cùng đội. Bên kia chết à? Vũ ơi, thôi thôi về 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 về. Vũ. Sợi về. Cứ bắt đứng kia bên này, làm sao mà chết được? Bút cái gì đi? Anh em có con mặt phủ này nó qua đây. Bên này là anh không, bên này là anh thủ được rồi, là bên này. Vũ bắt nhà hàng này là được. Anh em nghe tôi nói là tôi ủi bay nhà thằng Lỗi Tấn nha. Quay đi, ủi luôn cái. Cứ ủi thẳng đi, bên này làm sao đã thua được. Đâu rồi. Ủi qua được. Anh chỉ vậy thôi à, chứ nó không thua được. Ủa ba thằng bi luôn. Anh em bình tĩnh đi, cam đau đi. Ủa ba thằng bi luôn là lấy hai nhà. Rồi xong rồi. Bi nhất thành. Đi xe đi buông thủ. Không làm gì đâu. Đi xe đi buông đi. Trời ơi thắng rồi, buôn gấp đi nữa. Thằng bi lên được 3, à được 4 đâu. Bi không được 4 mà. Không được 4. Chảo quân đi, chảo quân đi. Bánh đi. N đi, ấn N đi. Vũ đi đi đi, Vũ đứng đây làm gì? Đổi thật ra chàng có buông được 4 đấy. Đổi đi, đổi hết đi, đổi Vũ đổi 2k đi. Thôi, đi. Quýt chứ còn gì nữa. Bên này còn đang nó đẩy ngược lại. Nó chỉ đẻ lực thôi, chứ nó không có bài lực nhà em đâu. Bên kia cứ thấy thì là nhà lắm mà. Thấy chưa quân, thể thua được, đẩy nó được. Cái tên mà nó đứng một sầu à. Cái này tính nó có đẩy nữa. Nhưng mà trận này Thành đánh nghĩa là Thành phải quản lý cái góc 6 giờ sớm hơn. Năm ơi mẹ mày, có mấy con kỳ này chạy quanh đây không thấy chúng ăn vàng đây luôn. Khá lỗi nói. Rồi rồi. Thành không đẩy nữa. Rồi đội hình của nó rồi. Mẹ ơi, mẹ top 3 rồi, chỉ có thế thôi, hiểu không? Đúng rồi, nếu mà đánh hay hơn nữa, người ta sẽ mình vào top 1 thì mệt. Mày tôi kêu rồi mà mua mấy chiếc ram nào không có mua chứ cũng không, không đứng luôn rồi. Bắn nhà ra là không thể nào mà đánh kỳ nặng được luôn đều đánh